Alo, vâng, và quý vị và các bạn thân mến. Vâng, và đúng là chim khôn thì chọn cành mà đậu, còn gái khôn thì chọn mấy thằng nhậu mà nhờ. Giờ phút này thì tôi vừa nói chuyện với anh kỹ thuật viên xong. Ngày hôm qua đi tặng quà người yêu người đương thế nào 20 tháng 10. Giờ về say be bét, mãi cuối cùng mới làm xong cái chương trình. Có vẻ là chậm mà. Khá là chậm mà thôi thì mong quý vị các bạn hãy bỏ qua. Vừa rồi thì tôi cũng vừa xem được một cái thống kê, đó là 80% số vụ tai nạn mà xảy ra ở thủ đô gần đây là do các chị. Vâng, và thôi 20 tháng 10, hậu 20 tháng 10 rồi. Chúc các chị là thôi từ nay trở đi là ăn mặc nó kín kẽ hơn một tí, để anh em đàn ông chúng tôi đi ra đường nó được cẩn thận. Vâng, và giờ phút này thì chúng ta ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới toàn thể các bạn. Vâng, và trận đấu giữa Gunny và Tôm, cũng như Vanelove và Tutj. Vâng, anh Tutj. Vâng, Tutj hôm nay đặt tên là Boy Bướng Bỉnh. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, tỷ số của C đấu đầu tiên hiện tại đang là ván đấu thứ hai, đang là 0-1 nghiêng về Vanelove cũng là Tutj. Vâng, và cũng như để cho tiện quý vị và các bạn theo dõi, tôi xin cập nhật đội hình và cũng như đồng phục thi đấu. Vâng, và ngày hôm nay thì Gunny cũng như Tôm, vâng, mà hai anh mỗi anh đi một đôi giày Nacot trị giá 1.080.000. Vâng, và quần thì quần này tôi không biết quần của các anh ấy mặc là quần hiệu gì cơ, nhưng mà mỗi cái tầm 15 triệu một cái. Vâng, và áo phông thì cũng thế. Vâng, còn lại thì Vanelove cũng như Tutj. Vâng, và Vanelove thì hôm nay đồng phục của anh là một chiếc áo Ninama 693. Ngoài ra thì anh còn xách theo hai xô vữa nữa. Vâng, và còn Tutj, vâng, và ông già Tutj, bô lão Tutj ngày hôm nay thì vâng, quý vị các bạn thân mến, anh mặc đúng theo kiểu người ngày xưa. Vâng, và áo lâu nhuộm bùn. Vâng, và ngoài ra anh còn có anh còn mang theo một cái điếu cày nữa, một cái điếu cày và một gói thuốc lào tiên hãng. Giờ phút này thì chúng ta sẽ trở lại với trận đấu. Vâng, và Vanelove, vâng, dường như là hai game thủ Gunny cũng như Tôm chưa thực sự lóng máy. Vâng, và Vanelove đang vào chum nhà Tôm một tơn. Vâng, và Tôm. Vâng, và hôm nay tôi chỉ cần Gunny và Tôm ở cạnh tôi. Vâng, và người anh cả Gunny là tôi tin chắc rằng là tôi sẽ gỡ lại được phần nào con xe hôm nọ 3575 của tôi. Vâng, và tham 15/24. Vâng, và có lẽ chỉ chút nữa thôi thì tham của anh sẽ vụt xuống, còn tầm 9 đến 10 là giỏi rồi. Tôi trở lại với màn hình máy của Gunny đi. 29/64. Vâng, và hôm nay vâng, nước hoa Chari anh xịt thơm phức, tôi ngồi ở tận trong phòng tôi còn ngửi thấy. Vâng, và chúng tôi đang tường thuật trực tiếp đến quý vị các bạn từ 164 Lê Thanh Nghị. Vâng, các bạn thân mến, vâng, và Vanelove hôm nay anh không biết chôm được ở đâu bộ quần áo của công nhân Lilama 693. Ngoài ra anh còn xách thêm hai xô vữa nữa. Vâng, và Cát Hạ đã xem thấy Vanelove xách vữa bao giờ chưa? Vâng, và giờ phút này tôi nghĩ là chỉ còn Gunny là xứng đáng để xem thôi, người anh cả Gunny. Vâng, và hy vọng là ngày hôm nay tôi sẽ chấm dứt được cái cơn khát danh hiệu, khát chiến thắng của mình. Vâng, và chắc các bạn cũng chưa biết rằng là tôi trong cái lịch sử bình luận của mình, tôi chưa giành được một chiến thắng nào cả khi mà tôi bình luận cho các game thủ. Vâng, đúng hậu 20 tháng 10. Ông kỹ thuật viên tối đi chơi với người yêu mãi không thấy về, hôm nay về thì say be bét ra. Đã thế về còn vừa chi chưa chi còn nằm bẩm. Vâng, và chim khôn thì chọn cành mà đậu, còn gái khôn thì chọn mấy ông ăn nhậu mà nhờ. Không biết là nhờ được ở gì mấy cái ông này. Vâng, và tham 48/60. Egypt 580 gỗ. Vâng, và người anh cả Gunny, anh đào thực, đào gỗ nhoe nhoét ra rồi. Vâng, vào trận này thì tôi chưa nhìn rõ xem là quân bên kia là cái gì. Vâng, và anh ở bãi rừng hở, anh Gunny anh có nhìn thấy không? Ông già lọm khọm vừa mới đi qua xong. Kiểu này ông Tutj mà ông đi sang đây là ông ấy nhìn thấy chỗ đấy là ông ấy chui vào ngay đấy. Vâng, mà Tutj hôm nay thì anh mang theo một cái điếu cày và cũng như một gói thuốc lào hiệu tiên hãng từ Hải Phòng. Cũng biết anh về anh xuống Hải Phòng chơi bao giờ. Vâng, bị úp sọt rồi. Chạy đi anh. Vâng, mà không chạy. Sốc ngay. Đấy, vào đây. Vâng, và Gunny đang bảo Vanelove đang bảo Tutj ông vào đây với tôi. Vâng. Đấy, xúc đi. Vâng, mà Hòa Thượng Thích Thị Xúc hôm nay đã tìm về đến đây và cũng như gặp Vanelove. Vanelove hôm nay anh đang bị đòi nợ. Tôi thấy anh xách theo hai cái xô vữa kia rồi, làm tôi từ sáng đến giờ lại chuẩn bị sẵn cho hai cái xô sơn. Vâng, mà trở lại với màn hình máy của Tôm xem thế nào, anh Tôm. Vâng mà. Ái già. Tôm cũng đang khá tươi. Vâng, và tôi đoán của anh Tham chỉ còn dưới 10 thôi mà anh đã lên được 18 rồi. Đẹp rồi. Được. Vâng, và Gunny anh đang vào chung nhà Tutj. Vâng, và ông già đi kia, ông chạy đi đâu được, ông chạy hộ tôi cái. Úi trời. Vâng, và chạy đi. Vâng, và Gunny vừa đánh nghiến răng nghiến lợi lại nói, vâng, và người anh cả của tôi. Vâng, và chạy này, chạy đi. Vâng, và bơm thực cho Tôm rồi. Vâng, và Tôm ngày hôm trước thì anh cãi với tôi rằng con tép nó là con tôm. Được. Vanelove. Vâng, mà Vanelove cũng phải cong mông nên mà chạy rồi. Vâng, Vanelove sang cứu ông già nhưng mà không thành công. Vâng, và tôi có đọc một câu chuyện, đó là ông hòa thượng của Thiếu Lâm, ông có tên là Thích Giao Hợp, ông ấy đã nói một câu rằng là không có cái gì tự nhiên sinh ra và mất đi cả. Vâng, và ngày hôm nay thì vâng và anh Gunny, vâng, người anh cả của tôi, anh đang đánh rất chắc cốt chan cô, kéo cả mấy chục con cung gờ về, bắt một con cung gờ của Tutj thôi. Ông ấy già rồi, ông chạy làm sao được nữa, anh tha cho ông một tí có được không? Bên kia có một Paliman. À không phải, bên kia một Yamato của Vanelove. Bên này là Paliman Egypt. Vanelove di sai. Vâng, và quý vị các bạn thân mến, tỷ số của xoay đấu đầu tiên đang là 1-1. Vâng, và rất tuyệt vời. Vâng, và người anh cả Gunny của tôi cứ ngồi cạnh anh là tôi yên tâm. Hôm nay dự kiến là tôi đã mang cái lốp xe của mình, lốp xe cao su Villa sang cắm cho mấy ông quán sửa xe bên kia rồi.